chào em nhá. Thì mình là Nọt Tây Giờ Liên Quân anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Murat trong mùa 4 đấy nhá. Một vị tướng sát thủ gần như là hot pick trong mọi mùa lần đấy. Thì trong mùa 14 này theo mình nhớ không nhầm là vị tướng này có một số thay đổi sức mạnh nho nhỏ anh em ạ. Thì vị tướng Murat này thay đổi sức mạnh điểm gì? Thì nói chung là chỉ là thay đổi sức mạnh thôi nhá. Đó, tăng thì không phải là tăng mà giảm thì cũng không phải là giảm anh em. Đó thì về chiêu 2 của vị tướng Murat tên là Vô Ảnh Vực, thì chiêu này nó sẽ tăng cho vị tướng Murat thêm một cái lượng là xuyên giáp vật lý rất là lớn luôn. Đó ngày xưa mình nhớ không nhầm là mắc chỉ là khoảng 350-250 thôi, nhưng mà bây giờ nó lên tầm khoảng 500-600 cơ. Đó bây giờ khi vị tướng Murat và những cái pha bắt lẻ ấy thì nó sẽ cực kỳ là mạnh. Còn về phần ulti, vị tướng Murat có tên là Ảnh Trảm, thì cái ulti này nó sẽ bị giảm sát thương anh ạ. Đó là cơ chế như là kiểu gì nhỉ? Nếu đứng càng nhiều người đó thì cái ulti này nó sẽ giảm sát thương đi 25% này, 50 và cuối cùng là 75% nếu có đủ 5 người. Thế nên trong cái mùa này mình đánh giá vị tướng Murat là một vị tướng bắt lẻ rất là mạnh. Đó hầu như là người ta sẽ bắp cho vị tướng này là thành một vị tướng sát thủ thực sự luôn. Đó bắt lẻ rất là mạnh mà trong giao tranh thì anh em nếu mà ulti vào cả 5 người ấy, đó thì sát thương hầu như sẽ rất ít luôn anh ạ. Đó nên khi chơi vị tướng Murat trong mùa 4 này thì mình nghĩ là anh em nên farm thần nhiều này. Đó lấy lượng tiền và khi ảnh trả mấy anh em hãy cố bắt lẻ được nhá. Đó khi bắt lẻ được thì khả năng hạ gục đối phương ấy nó sẽ cực kỳ là dễ luôn. Thế lên như đầu clip mình đã nói đấy, thì vị tướng này chỉ bị cân bằng sức mạnh thôi. Đó tăng cho vị tướng chiêu 2 của vị tướng Murat này này. Đó tăng phá giáp gấp đôi và chiêu cuối thì nó sẽ làm ra một cái cơ chế nghĩa là chém càng nhiều sát thương càng ít. Rồi thanh niên này ra sớm với bạn. Rồi chạy hộ cái. Ủa thanh niên này nhanh thế nhở. Rồi mình sẽ lại được cô làng Rosie nhá. Rồi có ngày càng chảm hạ luôn mạng đầu tiên thanh niên Na này. Thanh niên Na này mà đầu trận bị mất mạng này thì khả năng đi rừng lại không xanh xạo rồi. Rồi có cô làng Rosie không về bạn ơi. Đó bây giờ mình chơi ảnh chảm thì mình nghĩ là anh em nên đều hai chiêu nhá. Đó ngày xưa anh em chơi vị tướng Murat này thì anh em chủ yếu lên mắc chiêu 1, mà bây giờ mình nghĩ là tăng thêm cái lượng xuyên giáp từ chiêu 2, đó nên mình nghĩ là lên cân bằng hai chiêu thì sẽ ổn định hơn trong cái dạng đầu trận và cuối trận. Thì nói về điểm mạnh vị tướng Murat này chắc nhiều em biết rồi. Đó một vị tướng khả năng phá giáp này và có khả năng bắt xạ thủ hay bắt lẻ rất là tốt, và khả năng cơ động thì cũng rất là ảo diệu rồi. Đến khi chơi vị tướng này thì mình cần anh em phải luyện tập nhiều, đó thì chơi mới best được nhá. Còn về điểm yếu vị tướng này thì mình nghĩ là nếu anh em nào mà chơi cái chiến thuật mà gì nhỉ, bắt bóng ấy, đó thì hãy lấp cái bóng trong bụi chứ đừng biến bóng ở giữa đường. Đó tại vì biến bóng ở giữa đường ấy thì đối thủ sẽ rất là dễ bắt bóng của mình luôn. Nên khi chơi vị tướng Murat này nếu anh em muốn giật bóng ra ấy, thì hãy cố giấu trong bụi nha. Đó thì chơi sẽ rất là an toàn luôn. Chứ còn anh em nào mà chơi hổ báo mà giật cái bóng ngay giữa đường mà để đối phương tìm thấy mà mình lúc mình giật lại thì hầu như là không chạy nữa rồi. Rồi ra đây farm tí mít thôi. Đó trong cái meta hiện tại thì cái đường mít ý, lính nó rất là nhiều tiền anh em. Thế nên trong cái pha nào mà mít thì mình đi ganh ở đường dòng hay đường kinh công mà không ăn lính được ấy thì mình hãy cố ăn lính đường mít. Đó thì có thể vừa giúp mình xanh hơn này và giúp team mình không bị đẩy trụ lên anh em. Đó lên trong cái trường hợp nào mà mid team mình đang chuẩn bị gian lính ấy, đó thì mình hạn chế ăn nha. Những cái pha nào mà không có mid cơ thì mình mới ăn. Rồi cô nàng Cafeli biến về lũ liễu vậy. Rồi mạng siêu việt rồi. Trận này khả năng lại xanh sao rồi đây. Đó thì về cái lối phiệu này của vị tướng Murat này thì mình sẽ làm màn hình. Đó thì như anh em nhìn thấy rồi, mình sẽ dùng cái vị tướng Murat để phiệu ma chú, thì có phiệu này để giúp vị tướng Murat có thể cấu rỉa sát thương được mạnh hơn này. Còn hai lối phiệu phụ thì mình sẽ dùng quả cầu băng xương và cái thợ săn. Đó anh em nào mà có lối phiệu khác ấy, đó thì có thể góp ý cho mình dưới phần comment nhá. Và để chơi tốt được vị tướng Murat này thì mình có một mẹo nhỏ cho anh em. Thì mẹo thứ nhất là mình sẽ cố lấy nội tại những con lính này, rồi chém vào từng địch. Rồi từ từ nha, vừa thấy thanh niên flash rồi. Rồi anh em có giật bóng nhỉ. Đó mình sẽ lấy 4 lần nội tại này, bay ra. Rồi như thanh niên không giật bóng nhá, phải lấy hack lão nhầm rồi. Và một cái mẹo thứ hai dành cho vị tướng Murat này thì như mọi vị tướng đi rừng thôi anh em. Đó thì mình nghĩ là khi đi rừng ấy thì anh em hãy cố lên ăn lính ở mọi lên nhá. Đó cho mình xanh, KS bùa mình này bạn ơi. Quả không bùa lại khó chơi rồi. Đó không sao anh em, nói chung mình sẽ cố farm tiếp nhá. Đó tại vì khi đi rừng ấy mà mình farm được lính mọi đường ấy, đó thì mình sẽ xanh hơn này. Đó trong cái pha đầu mà khi mid thì mình chuẩn bị đi ganh đường khác ấy, đó thì mình sẽ ra chủ động mình ăn lính. Còn những cái pha nào mà top này hay những cái đường như là đường dòng này, đó đi ganh xuống mid xuống top thì mình có thể ăn lính nhá. Đó thì có thể giúp mình xanh rất là nhanh luôn anh ạ. Và ngoài ra nếu mà mình đang đi đường ấy mà gặp những cái con quái rừng ở bên rừng tim bạn, mình hãy cố cấp thật nhanh ạ. Đó
không có team bạn nó farm thì mình vừa có lợi thế này, vừa xanh cho mình và team bạn lại vừa thọt, thì khả năng kèo đấy mình thắng sẽ rất là cao nhá. Có khả năng biến vàng thôi, chứ còn hết bùa xanh này là không chơi nữa rồi. Đó anh em thấy chưa, cứ tận dụng mấy cái hoa đi ganh của lên dòng này hoặc lên mid. Đó thì mình farm lính ở cái lên đấy thì mình nghĩ là sẽ xanh rất là nhanh thôi. Đó bây giờ hiện tại là mình đã xanh hơn team bạn rồi. Ủa sao lại ăn bùa mình này bạn ơi. Từ theo nát nó ăn này, bây giờ đến live đã rồi. Rồi bây giờ live mình xin. Mấy thanh niên này toàn kiểu tiền trảm hậu tấu thôi anh ạ. Đó, cứ ăn bùa mình xong bắt đầu mình chát chữ xin này thì sao chơi đây. Nói sơ qua bộ kỹ năng vị tướng Murat này thì về nội tại vị tướng Murat tên là ảnh hồn. Thì cái nội tại sẽ cho phép là sau khi mình chém 4 lần vào con lính này, nó sẽ tăng sát thương mình và giải phong ấn của chiêu cuối. Rồi tự nhiên gặp hai thanh niên đi lạc này. Rồi thanh niên đầu tiên Caffini làm xuống mắc là thanh niên tiếp theo thôi. Hỏi double kill này anh ạ. Khá là xanh sao nhá. Đó còn về chiêu một vị tướng Murat tên là tàn ảnh đao thì Murat sẽ lướt hai lần này. Đó lần một thì sẽ gây ra một cái bóng và lần hai thì cũng ra một cái bóng. Mà đặc điểm của lần ba thì mình sẽ giật lại vị trí ban đầu. Nên khi chơi vị tướng này mình hãy cố cấu rỉa đối phương bằng cái combo là gì nhỉ, lấy lỗi tại này. Xong bắt đầu mình lao chiêu một hai lần vào đội hình tướng địch. Đó cấu rỉa bóng ti rồi bắt đầu mình hãy lao chiêu cuối rút lui thôi. Rồi Rossi chạm gì các bạn ơi, huyền thoại rồi. Đó bây giờ mình sẽ cố tận dụng cái con gì nhỉ, đây mình không biết là con gì, con ếch nha. Con ếch ngồi trên cây nhá. Đó thì mình khi chơi anh em có thể tận dụng con ếch ngồi trên cây này. Đó đây cấu rỉa tướng địch rất là tốt. Đó lấy lỗi tại ra ngoài, ra cấu máu tí thôi. Đó cực kỳ là thốn luôn, thần thánh rồi. Cái điều kiện để tận dụng con ếch này thì chắc là chỉ có team mình xanh thôi anh ạ. Đó, lấy lại thế bắt đầu mình mới lao lên hổ báo được. Chứ còn team mình mà thọt anh em chơi kiểu này là cũng rất là nguy hiểm nhá. Rồi hạ tiếp tục là thanh niên flat. Còn về chiêu 2 vị tướng Murat tên là vô ảnh vực thì chiêu này sẽ giúp vị tướng Murat kích hoạt này và gây làm chậm tướng địch. Và điều quan trọng nhất của chiêu 2 là sẽ gây phá giáp tướng địch rồi. Đến khi chơi anh em muốn combo để cấu rỉa đối phương được thốn nhất ấy, đó hãy cố dùng chiêu 2 dính vào người tướng địch này. Đó bắt đầu dùng chiêu cuối thì gần như là lượng sát thương sẽ tối đa luôn. Và cuối cùng về ulti vị tướng Murat tên là ảnh chạm thì ulti này thì như đọc clip mình đã nói rồi. Đó bây giờ sẽ có cơ chế mới là chém càng nhiều người càng sát thương ít. Thế khi chơi vị tướng này mình nghĩ là anh em nên bắt lẻ nhá. Đó thì nó sẽ là mạnh nhất dành cho vị tướng Murat này. Còn bây giờ mình nghĩ là bắt đông trong giao tranh ấy thì nó sẽ không quẩn quá ba nữa. Rồi cấu nhẹ nhẹ tiếp tục của thanh niên flat. Tôi chết quải toang rồi. Thế ba thanh niên nó ra là cam mình rồi. Cái chiến thuật này đó mạnh ở chỗ đấy thôi, nhưng mà anh em nào mà chơi không cẩn thận ấy thì nó sẽ rất là dễ bắt bài. Đó đối phương chuyển ra cái bóng của mình đứng lấp phát là thôi mình xác định luôn đấy. Tại vì một khi mình đã giật bóng rồi thì hầu như là sẽ không có chiêu nào chạy nữa đâu. Có cái chiêu 2 để giảm một tí sát thương hoặc là nếu dùng đúng lúc ấy, đó thì mình được miễn thương mà cái cơ hội để chạy nó cũng rất là nhỏ rồi. Nên khi chơi anh em hãy cố cẩn thận nhá. Hãy cố lấp cái bóng cái pha đấy mình hơi lỗi anh ạ. Và đấy mà mình lấp cái bóng đẹp lên một xíu thì khả năng là team bạn nó sẽ không biết đâu. Từ cái bộ kỹ năng vị tướng Murat thì mình sẽ rút ra một cái combo chung cho anh em thường dùng. Thì combo đánh vị tướng Murat tốt nhất ấy, đó thì anh em hãy cấu vào quái rừng này. Đó lấy lôi tạ nha, rồi bắt đầu được ulti mình sẽ lao chiêu 1 lên này, dùng chiêu 2 phá giáp tướng địch và cuối cùng dùng chiêu 3 ulti. Còn những em nào mà chơi vị tướng Murat để đến cái mức độ kiểu trình trung bình rồi thì anh em hãy cố chơi cho mình kiểu mới, nghĩa là đừng có nhút kiểu như là gì nhỉ, lấy lôi tạ và quái rừng nữa. Đó thì nó sẽ rất là phụ thuộc vào quái rừng. Nếu team bạn mà chỉ cần phá hết quái rừng của mình ấy, đó hầu như mình sẽ không chơi được. Chỉ là chơi được tốt hơn thì mình hãy khuyên anh em là lên lấy lôi tạ thẳng mặt. Thì làm thế nào lấy lôi tạ được thẳng mặt vào đối phương mà mình vẫn an toàn? Thì cách thứ nhất nha, anh em có thể dùng lao cái chiêu 1 lên một lần này, đó làm choáng tướng địch. Uầy ngon, lại được cái bồ xanh rồi. Đó nhá, anh em hãy lao lên tướng địch này. Đó nghĩa là mình sẽ chém một lần vào tướng địch và một lần chiêu 1 của mình vào người tướng địch thì tướng địch sẽ bị choáng khoảng 1 giây. Đó là 0,5 giây nhỉ, như chỉ 0,5 giây thôi anh ạ. Rồi có con mồi để áp dụng rồi anh em. Đây thì Rossi nhá. Đó lướt chiêu 1 chém một lần, bật chiêu 2 phá giáp lướt chiêu 1 chém lần nữa. Đó mình sẽ có gần như là 3 lần rồi. Rồi chạy làm gì Rossi ơi. Quả thanh niên này trâu thế nhỉ. Hoặc là cách thứ hai để lấy lội tại được là tốt hơn, cái lấy nó kiểu như là cái chế độ nâng cao của cái lần 1 anh em. Đó thì cái lần 1 nghĩa là anh em sẽ lấy lội tại từ quái rừng này, đó rồi lao vào tướng địch chém hành chạm. Còn cách nâng cao của cách 1 đấy thì anh em hãy lấy 3 lần lội tại thôi. Đó chừng lấy 4 lần nhá, lấy 4 lần thì nó sẽ hết rất là nhanh. Còn lấy 3 lần thì thời gian nó sẽ giãn thêm khoảng 0,5 đến 0,75 giây anh ạ. Lấy khoảng 3 lần xong rồi bắt đầu lao ra tranh chém thôi. Có nhớ lao vào và tranh thì mình phải đánh thường một lần nhá, rồi bắt đầu mình chém được. Rồi lui tí thôi, đánh trực diện thanh niên mắc này được đâu. Mình phải trâu lắm anh ạ.
Đây bây giờ thí dụ những pha này mà mình không muốn lính lao đi, đó thì mình hãy cố lấy nội tại những cái con không cơ động kiểu như con tanh ấy ạ. Đó, lấy được vàng thì bắt đầu mình sẽ căn căn. Pha này như móc ngược là thanh niên AD team bạn hình như còn chưa ở đến cơ. Không sao nha, mình sẽ cố lui một tí anh ạ. Còn về lết ấy, trong những cái pha giao tranh mà kiểu team bạn đi chung này, những cái pha đấy chắc chắn anh em sẽ không lao lên lấy nội tại thẳng mặt được rồi. Bởi vì khi 5 thành viên team địch đi chung ấy, đó bay lên thì mình chỉ có bay màu thôi. Rồi từ từ nha, mình sẽ căn bắt một con làng Caffeini luôn. Đó, lấy nội tại này, 3 lần, bắt đầu lao lên, chém một lần, chiêu 2 phá giáp, chiêu 3 kết liễu luôn. Đó, quá là EZ luôn. Thì cách để đánh được vị tướng Murat này về lết ấy, thì mình nghĩ anh em lên lấy nội tại từ quái rừng, đó thì sẽ rất là tốt. Và thứ hai, nếu không lấy được ấy, thì em có thể dùng cái... Thôi, lui xíu thôi. Nghe, quả này lại sai rồi. Pha đấy mà cải ra có món gì lật kèo nữa chắc sống đây anh ạ. Rồi, nói về cái vấn đề mà về lết ấy, đó thì anh em nên chơi vị tướng Murat này như là kiểu một con bài nó mang thiên hướng là phá giáp giúp team. Đó, mình sẽ lao hai lần chiêu 1 lên này, nó bật chiêu 2 vào đội hình team địch. Thì khi mình bật chiêu 2 đội hình team địch ấy, đó thì team địch sẽ bị rất phá rất là nhiều giáp, rồi bắt đầu team mình lao lên đánh. Đó thì khả năng pha đấy mình có thể win rất là lớn luôn nhá. Lối trang bị hôm nay mình dùng cái vị tướng Murat thì mình sẽ làm màn hình. Đó thì như em nhìn thấy rồi, mình sẽ dùng cái vị tướng Murat là gần như là món đồ thuần công để vị tướng này có thể phá giáp được tốt hơn. Thì hầu như là lối trang bị của Murat thì như mọi mùa thôi, nó cũng y hệt nhau anh em. Từ cái thương xuyên phá này đến cái phớp kiếm và cái nanh Phoenix rồi đến cái áo tràng hồi sinh. Thì cái slot thứ hai anh em có thể đổi từ cái giày này sang là cái giày kiên cường. Nếu anh em nào mà thích giày an toàn và anh em nào mà chơi hổ báo ấy thì mình nghĩ là lên giày du mục sẽ hợp lý nhất. Rồi, kẻ địch đầu hàng luôn rồi. Và chắc clip mình nên kết thúc nhanh em. Nếu anh em làm thì hãy cho mình một like này và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé. Bye bye.